Anh đã bị thương trong lúc anh gây án. Máu của anh đã dính lại tại hiện trường. Từ camera trích xuất. Lời kêu oan khẩn thiết từ nghi phạm. Tôi xin anh chị, hãy mau bắt cô ta để minh oan cho tôi. Mọi thứ bắt đầu chỉ vì cái viên kẹo đó. Ông Lê Văn Bùi đã tử vong tại chỗ. Còn người vợ là bà Thọ đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Vụ án của Thọ với lại vụ án của bà Sương. Cái chết cùng quy kết của nạn nhân tiếp theo. Hung thủ thực sự đã lộ diện. Khi mà cậu biết Phụng bị xâm hại bởi người nhà, cậu rất căm ghét nhà của bà Sương. Anh chị tin em đi, tất cả mọi chuyện này không có liên quan tới Phụng. Em là người chủ mưu. Anh chị tha cho anh ấy đi. Em nè, em mới lừa. Những diễn biến tiếp theo của loạt phim hình sự Đội Trọng Án 21:30 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.